Lúc em nhìn thấy em nghĩ là nếu mà đất xuống nó chỉ xuống được đến tường nhà em là cùng. Nhưng mà không ngờ nó đẩy sập cả nhà luôn, trong vòng không đến 5 giây luôn. Tự dưng ầm một phát xuống là xuống luôn ấy. Nhìn thấy phát là nhà sập luôn ấy. Sợ lắm. Quần áo đồng phục của con ở trong nhà sập kia không lấy được. Quần bò, hai cái quần vải, cái áo trắng cũng ở trong đấy, không lấy ra được. Bên mẹ lấy được sách vở cho con, nhưng mà con không lấy được bút ra với cả kéo của con ở trong nhà sập. Lúc nhà sập con lên nhà ông bà rồi, quay trở về là con thấy nhà của con bị sập rồi. Con cũng thấy buồn.